nghệ sĩ Vũ Linh, người được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, ra đi lúc 12h30 trưa ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng ở quận Phú Nhận, thành phố Hồ Chí Minh, khiến giới sân khấu bàn hoàng. Trên các trang mạng cũng tràn ngập những lời tiếc thương, tuy nhiên do không để lại di chúc về khối tài sản của mình vô hình chung đã làm nảy sinh cuộc chiến pháp lý trong gia đình cố nghệ sĩ gây xôn xao dư luận thời gian qua mặc dù gia đình nghệ sĩ ưu tú vũ linh đang căng thẳng xung quanh việc tranh chấp tài sản song đồng nghiệp những người yêu cải lương nói chung và mến mộ nghệ sĩ ưu tú vũ linh nói riêng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho ông hãy cùng nghe lại những lời tâm sự để thấy được ông hoàng cải lương đã và đang được yêu mến ra sao nghệ sĩ nhân dân lệ thủy buồn bã khi nhận được tin vũ linh qua đời bà nói dù đã biết vũ linh mắc căn bệnh hiểm nghèo mấy năm nay mấy lần nguy kịch nhưng lần này nghe tin anh ra đi bà vẫn thấy ngàn ngàn bà nói trưa giờ bà liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ các nghệ sĩ ở các tỉnh tới khán giả họ vừa gọi vừa khóc nhờ bà xác nhận xem có phải vũ linh đã qua đời bởi họ không tin vào điều đó. Nghệ sĩ Lệ Thủy nhớ lại ký ức những năm 90 khi trào lưu video cải lương rất rầm rộ, bà và nghệ sĩ Vũ Linh thâu chung rất nhiều tuần như Phàn Lê Quê, Trinh Nữ Lậu Xanh. Bà nói Vũ Linh rất quý bà và coi bà như chị, mỗi lần bà tăng cường cho đoàn tỉnh có Vũ Linh, thế nào thì anh cũng rỉ tay. Chiều nay chị đừng ăn gì nha, chừa bụng, tối hát về em nấu hủ tiếu bánh canh cho chị ăn bà nói vũ linh nấu ăn cực kỳ ngon rồi có lần chạy show ở một điểm diễn đi đường tỉnh bà bị lạc tiết một vũ linh xong là tới lệ thủy thấy bà chị chưa tới vũ linh cứ phải hát phải nói phải giao lưu với khán giả tới chừng khi lệ thủy tới thì vũ linh đã hát tới bài thứ 8 và sắp xỉu nếu bà chị không xuất hiện Tính tình em dễ thương lại ca diễn giỏi nên khán giả ái mộ dữ lắm. Vũ Linh ra đi là một mất mát lớn của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Lệ Thủy ngậm ngùi nói về người em. Nghệ sĩ thổi Mỹ rối bời trước sự ra đi của người anh cô vô cùng thương quý. Cô viết trên trang cá nhân vĩnh biệt anh năm người anh em yêu thương nhất. Từ nay chị anh chị em nghệ sĩ người hâm mộ đã mất đi một nghệ sĩ tài hoa một người anh cả của cải lương hồ quảng luôn tâm huyết và khát khao chỉ dạy nghề cho đàn em đàn cháu một tượng đài của sân khấu cải lương nghệ sĩ nhân dân hồng dân đau xót khi nghe tin nghệ sĩ vũ linh qua đời chị cho biết Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ cải lương chị ngưỡng mộ. Thời cải lương video cực thịnh, chị đã đôi lần được đóng vai người yêu của anh trong Tiếu Lâm Ngũ Quái, lấy chồng nghèo, anh em kết nghĩa. Chỉ nhớ lại thời đó, nếu nói về kép bên kịch thì có Thành Lộc là số 1, còn bên cải lương là nghệ sĩ Vũ Linh. Anh giữ ở đâu tôi không biết, nhưng với đứa em trái nghề như tôi chuyển qua cải lương, thì anh rất vui vẻ chỉ bảo tận tình, không hề kiểu cách chảnh chẹ. Anh biết sức của đứa chuyên về kịch hài như tôi, để chỉ chứ không khắc khe như dân cải lương chuyên nghiệp. Anh Vũ Linh đúng là người giỏi toàn diện, anh diễn vai nào ra vai đó dân ra dân, võ ra võ, thêm anh ca cái nữa là bao nhiêu trái tim khán giả chết ngọt. Anh quá thân nhân vật nào là tuyệt đối bạn diễn chung rất dễ bị thương thầm anh. Hồng dân tâm sự về người anh ngôi sao cô ái mộ. Còn nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ, thời Hoàng Kim băng video kể lương anh đã đóng không biết bao nhiêu dở tuồng với nghệ sĩ Vũ Linh. Có những lần quay xa chiều tối tôi quá gian xe anh về sài gòn cho kịp giờ diễn anh du tánh gần gũi dễ thương lắm về nơi phải về anh nhé vũ châu gửi lời đến người anh lớn nghệ sĩ phượng loan viết đầy tình yêu thương vĩnh biệt anh năm người anh lớn của chúng em hết đau đớn rồi anh ơi ăn nghỉ đi anh nhé anh chị em đồng nghiệp khán giả các bạn nhớ đến anh một người nghệ sĩ tài hoa rất nhiều nghệ sĩ từ các anh chị lớn đến các em các cháu Điều bày tỏ tình cảm thấm thiết để nói lời chia tay Vũ Linh, người được xem là ngôi sao cải lương thực thụ, ra đi trong niềm thương tiếc của đồng nghiệp và khán giả. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc tột cùng của một người nghệ sĩ. Nói về những ngày cuối đời của nghệ sĩ Vũ Linh, người thân cho biết, trên giường bệnh, ông luôn đau đớn trở lại sân khấu, sức khỏe của ông diễn biến xấu từ năm 2017. Năm 2020, ông phát hiện thêm một khối u trong ngực nhưng vẫn tin mình có thể vượt qua bệnh tật để tiếp tục cống hiến cho đời. Mặc dù bệnh tật đã kéo sụt sức khỏe của nghệ sĩ Vũ Linh một cách nhanh chóng. Khiến anh không đủ thời gian để thực hiện di nguyện Điều đã khiến cả gia đình anh bị kéo vào cuộc chiến pháp lý, phân chia tài sản Mặc dù sức khỏe tuột dốc Ông vẫn không tin mình sẽ qua đời nên không để lại di nguyện. Thời gian trị bệnh, ông luôn nói ông muốn ráng sống, sống tiếp tục làm người đưa đò vì yêu cải lương. Năm 2010, ông từng tổ chức hàng loạt chương trình người đưa đò, thương hiệu cải lương xã hội hóa để nâng đỡ tên tuổi cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ như Vũ Lưng, Bình Tinh, Hồng Thắm. Thời gian bệnh nặng, Vũ Linh vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ dù đau, ông vẫn gắng tự chạy tóc, mang giày, chăm chút, trang phục. Mỗi lần phải vào bệnh viện do ăn ít, cơ thể ông gầy yếu, xúc cân nhanh. Nhưng Vũ Linh hiếm khi than giãn, Chỉ đến ngày cuối khi nhận ra thời gian cạn kiệt. Nghệ sĩ muốn được về nhà qua đời trong vòng tay người thân. Hồng Loan, 36 tuổi, con gái nghệ sĩ Vũ Linh cho biết. Trong ký ức của chị, ông là người cha ít nói nghiêm khắc. Nhưng thương con ông dồn hết tình thương để dạy bảo dù đi xa hay lưu diễn mỗi dịp về nhà ông luôn có quà là một con búp bê cho chị ông thường dạy con cháu theo kiểu đúng thưởng sai phạt nhiều năm qua ông ít khi giới thiệu hồng loan với đồng nghiệp khán giả như những người con nuôi khác vì mong chị có cuộc sống yên bình khi đã kết hôn sống ở nhà bè cuối tuần thường đưa con qua thăm ngay những lúc bệnh tật ngặt nghèo nhất, ông vẫn được an ủi vì có con cháu xung dày. Do đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội nói ông cô đơn lúc về già là không đúng. Khi hồng lon lớn, Vũ Linh lo cho con gái lấy chồng, tận tay dắt con lên lễ đường cùng con rể. Ngoài hồng loan ông nhận nghệ sĩ Vũ Linh bình tinh làm con nuôi. Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời hôm mùng 5 tháng 3 tại nhà riêng ở tuổi 66. Sau thời gian bạo bệnh, Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3, linh cụ được an táng tại nghĩa trang Hoa Diên Bình Dương. Ông thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam. Sau năm 1975, ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, Thức xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành gian dở. Năm 13 tuổi, ông học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Dĩ năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu qua thế hệ lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh qua anh Đạo Kim Trưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Lon nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuần cổ. Năm 1981, ông trở về thành phố, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Quỳnh Long Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Từ đây, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm buôn ba ở các đoàn tỉnh. Thập niên 90, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh trở thành đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã, được đông dạo khán giả ngưỡng mộ vì lời ca lẫn diễn sức hòa quyện. Khi tham gia mưa bụi, chương trình ca nhạc video Ăn Khách Một Thời, đội sông Linh mở rộng thêm thiệu phần biểu diễn thu hút nhiều khán giả trẻ đến với cải lương. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997.